hiện tại đường Phạm Phú Thứ đang làm những đường cống thoát nước, nên mình hơi không được đẹp. Các anh chị các bạn bỏ qua nha. 132, 134, 136 có lẽ là nơi đây ngay đầu hẻm. Hẻm này hẻm cùng rồi. Rồi một số hình ảnh ở cái đường đại lộ Võ Văn Kiệt cũng như bến Lê Văn Liêm ngày xưa, và đường Phạm Phú Thứ, căn nhà 136 Phạm Phú Thứ, đi đến hẻm 166, 68 gửi các anh chị và các bạn. Xin chào các anh chị và các bạn, chúc anh chị bạn ngày mới vui vẻ và hạnh phúc. Hiện tại chúng ta đang có mặt ở đây là trục đường bến Lê Văn Liêm, bến Trần Văn Kiểu ngày xưa, bây giờ là đại lộ Võ Văn Kiệt. Thì trước mặt chúng ta đó là cây cầu sắt năm xưa, nói liền từ Chợ Lớn đi qua cái kho lúa gạo ở bên bến Bình Đông, bên quận 8. Một cái dãy nhà kho rất là lớn ở bên trục đường bến Bình Đông. Ngày xưa thì vận chuyển lúa gạo từ các tỉnh Nam Kỳ, hay gọi là Nam Kỳ lục tỉnh, để đi lên đây phân phát và tích trữ rồi mua bán rồi cho Sài Gòn Đông Dương ngày xưa. Thì hiện tại bây giờ Sài Gòn là 1 giờ chiều, nên em dẫn các chị các bạn đi cùng em đi về vùng Chợ Lớn. Đó cụ thể là một trong những con đường xưa, đường Phạm Phú Thứ, và chúng ta sẽ đi đến cái căn nhà ngày xưa của các anh chị và các bạn. Đó là căn nhà số 136, 136 bến Phạm Phú Thứ. Để em xem lại coi số 136 phải không nha. Đây, thường mấy cái comment của anh chị em có note lại hết, và em sẽ thực hiện lần lượt những cái video này. Đúng rồi, 136 Phạm Phú Thứ. Rồi, hành trình chúng ta sẽ bắt đầu nha. Theo thẳng hướng này mình sẽ đi về quốc lộ 1, đi về các tỉnh miền Tây, đường cao tốc Trung Lương. Đây là cây cầu sắt ngày xưa nè, đó là cầu đi bộ số 7. Để đi qua cái khu cái kho lúa gạo nổi tiếng ở bến Bình Đông. Chắc lẽ xa quá các anh chị bạn nhìn không rõ. Cái đường bến Bình Đông thì bữa em có thực hiện cái video rồi, nên các anh chị các bạn có thể xem lại nha. Bến Bình Đông và đường Tùng Thiện Vương. Cái con đường Võ Văn Kiệt ngày nay thì có rất là nhiều cái chành xe để đi về các tỉnh miền Tây. Có những chành xe đi về Campuchia luôn. Nên các anh chị các bạn nào có gửi hàng hóa gì đó thì mình ra đây là sẽ gửi được ha. Lái Thiêu, Bình Dương, Tân Kiển, rồi An Giang, Kiên Giang, Cai Lậy. Chúng ta đi qua đó là ngã ba Cao Văn Lầu, bên tay phải chúng ta ngã ba Cao Văn Lầu. Mình đi tới một tí nữa thì
sẽ có cái ngã ba Phạm Phú Thứ, và mình đi vô đó để nhìn, chúng ta cùng nhìn ngó lại cái địa chỉ xưa. Nếu mà các anh chị các bạn đã xa Sài Gòn rất là nhiều năm thì bây giờ là chúng ta có dịp nhìn lại ha. Đó, những cái xe ra vô tấp nập ở cái bến này. Giống như cái vị trí này giống như là cái sứ mệnh từ ngày xưa tới bây giờ luôn á. Mặc dù tên đường có đổi, có thay đổi, nhưng mà cái sứ mệnh của nó vẫn là những cái chành, những cái kho, những cái bãi để chứa đựng những hàng hóa. Chúng ta qua đó là ngã ba Mai Xuân Thưởng. Cái chành tiếng Hoa là trùm, chành lúa gạo hay là trùm lúa gạo hay kho lúa gạo đó. Một cái dãy nhà kho bên quận 8 đó, chúng ta nhìn thấy rất là hoành tráng luôn, mang đậm dấu ấn thời xưa. Tại vì ngay đây là cái bức tòa nhà xanh đẹp Vinamon. Nên cảng đối lưu á, nên gió ở đây rất là lớn. Nếu mà âm thanh không rõ các anh chị các bạn bỏ qua giùm em nha. Tại vì khu này gió lớn quá. Trước mặt chúng ta đó là đường Phạm Phú Thứ, giao lộ Phạm Phú Thứ và Võ Văn Kiệt. Chúng ta sẽ quẹo phải đi vô căn nhà số 136 thì nằm bên tay phải. Hiện tại đường Phạm Phú Thứ đang làm những đường cống thoát nước, nên mình hơi không được đẹp, các anh chị các bạn bỏ qua nha. Có rất là nhiều cộng đồng người Hoa sinh sống ở đây, tại vì khu này là khu chợ lớn. Bên tay phải mình là 40 Phạm Phú Thứ, 42, 136 thì bên tay phải luôn. Đường tưng quá. Đến đây là ngã ba đường Gia Phú. Xích tí nữa thì chúng ta có chợ Bình Tiên nằm trên đường Phạm Phú Thứ, rồi kênh Hàng Bàn. Đường Phan Văn Khỏe, rồi Bãi Sậy. Lúc trước mình cũng có thực hiện một loạt video ở trên trục đường này rồi nè. Các chị bạn có thể xem lại ha. Đây là nhà số 98. Một trăm ba mươi sáu có lẽ là bên phía bên kia, ngã tư bên kia. Đây là 114 116, giao lộ Phạm Văn Chí. Chậm
126, 130, 132, 134, 136. Có lẽ là nơi đây ngay đầu hẻm. Đầu hẻm không phải hẻm mà là căn nhà ở bên trong. Nhà 136 này đóng cửa rồi. Kế bên có 138. Rồi một số hình ảnh về căn nhà số 136 gửi các anh chị và các bạn. Có dịp chúng ta lại cập nhật lại hình ảnh của Sài Gòn ngày xưa. Đây hẻm 166 nè. 168. Đây tới chợ đây nè. Sẵn đây mình vô cái hẻm 166 luôn ha. Mình vô đây coi có gì đổi thay hay không. Đây 166 kế bên 168 luôn. Một lần nữa chúng ta lại quay về cái hẻm xưa. Đi chưa đến cuối hẻm, hôm nay mình sẽ chạy đến cuối hẻm luôn ha. Sẵn dịp đi đến đây rồi thì sẵn gửi các anh chị các bạn những hình ảnh này luôn, rồi sẵn nhân tiện xem gửi đến chị Lan, chị Đào các nhánh hẻm 166. Bữa chúng ta quẹo ở ngã tư đó, bây giờ chúng ta đi thẳng luôn nè. Biết nhà các anh chị là nhà nào ha, không biết anh chị có nhìn ra hay không. Thẳng cái hẻm này là mình đi ra chợ nè. Các anh chị các bạn đã từng ở đây thì ít nhất đôi lần chúng ta cũng đi trên con hẻm này và đi đến cái chợ này. Bây giờ thì chợ dẹp rồi ha.
này chúng ta sẽ đi ra đường Phạm Phú Thứ. Nếu chúng ta quẹo phải thì sẽ đi về kênh Hàng Bàng. Rồi một số hình ảnh ở cái đường đại lộ Võ Văn Kiệt cũng như bến Lê Văn Liêm ngày xưa, và đường Phạm Phú Thứ, căn nhà 136 Phạm Phú Thứ, đi đến hẻm 166-68, gửi các anh chị và các bạn để chúng ta có dịp nhìn lại, cập nhật lại một số hình ảnh của Sài Gòn ngày nay, và biết đâu trong những cái video đó lại có những cái kỷ niệm của các anh chị và các bạn. Nếu ai có kỷ niệm gì cho em xin cái comment nha, chúng ta cùng chia sẻ những cái kỷ niệm về Sài Gòn xưa. Nhân đây thì em cũng xin chúc các anh chị và các bạn luôn vui vẻ và thật nhiều sức khỏe. Bên tay trái mình đó là kênh Hàng Bàn, kênh Hàng Bàn năm xưa, bây giờ họ đã làm lại rất là sạch đẹp. Rồi bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại, để tiện xem lại những video thì các anh chị các bạn có thể bấm vào nút đỏ subscribe, đăng ký, hoặc là bấm vào hình cái chuông để khi mà em có video mới các anh chị bạn sẽ cập nhật cách nhanh chóng. Rồi bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.